rồi một phần chia sẻ với mọi người. Dạ, bạn lấy đồ ăn của mình. Rồi, để ông chúng ta đừng chạy với bàn bàn dữ lắm, anh trai đổ cơm đổ đồ. Dạ dạ, rồi anh lấy đồ ăn đi. Rồi từ từ. Rồi. Đây rồi. Lại là lấy đồ. Rồi từ từ anh. Rồi cái bàn đây mấy chị, cho mấy đứa tưởng. Rồi. Rồi tới đây đưa hai cái món cái này qua anh lấy luôn của mình. Đây người ta bước ra mình bước vô cho nó gọn. Rồi qua anh chị. Rồi đưa món cho người ta. Rồi chị lấy canh lấy đồ ăn của mình, chị bước lên. Rồi canh lấy đồ của mình ra. Rồi từ từ chị này bước ra chị bước vô. Rồi ra ngoài đẩy đi chị ơi, cái bàn lớn. Rồi từ từ chị để chị này bước ra. Đây, đưa lấy, rồi, rồi. Tới đây đưa hai cái món được. Rồi, ra ngoài lấy chị. Rồi, lấy. Rồi, ra lấy đồ ăn của mình. Rồi, qua gái luôn, ra lấy đồ ăn. Rồi, qua đây luôn. Rồi, qua đây, chị, rồi, đồ ăn bước ra, chị bước vô. Thank you.
lưng ngược chiều. Ngược chiều rồi. Thấy lưng ngược chiều đó thì đồng bộ mày thấy ngược chiều vô đâu cũng chạy luôn. Nó bị thả. Bây giờ sao giờ mày cản đường người ta đó. Ngược chiều mà mày nói chuyện mày cỡ nào thì cũng chưa. Thấy là mày nói chuyện mày la đâu. Tắt chỗ lại đi, chắc đi, chắc rồi sẽ rác qua. Để nó mình nghe luôn tường đi. Rồi, cái lấy đồ ăn mình bước ra ngoài đừng có để các bạn có làm xong. Rồi, 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 rồi. Cái này đồ ăn của mình. Ờ, 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 cái này đồ ăn của mình. Ờ,
Rồi, chị này bước sang, chị bước vô rồi. Đến đây đưa hai cái hộp cho người ta. Ừ.
cảm ơn. Mình vào thông báo những người chưa có trong bệnh viện ra lấy chị ơi. Rồi được, lấy đi ạ. Dạ dạ, được rồi. Okay.
Gia Lai. Ở tỉnh nào? À, ở xa huyện nào? Quỳnh Râu. Rồi thấy chú thấy gia đình khó khăn thì con cho tỉnh vui cho 2 triệu nhé. Đây, thay lúc luôn. Cẩn thận nhá, cẩn thận tiền nhá. Mừng quá không biết gì luôn. Hồi nãy đi ra lấy chung chai, nãy đi luôn. Đây, 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 xếp hàng anh ơi. Xếp hàng đúng không sao dùm con. Nè, nè. Rồi, khanh lấy đồ ăn mình. Ủa, bà kia mua cơm cho. Không có lấy cho. Không có lấy cho. Không có lấy cho. Đây, để kia bước ra, bước vô. Đấy, kia. Đi ra sau xếp hàng. Đi ra sau xếp hàng. Rồi, lấy đồ ăn mình. Đây, xếp hàng anh ơi. Đây là đồ ăn để đây. Rồi canh lấy lộ mình. Đây nè. Cái này nấu không tỉnh á. Vẫn còn. Canh lấy đồ ăn mình bước ra ngoài đậy lên chai. Bàn liếu. Rồi lên đây chút. Rồi canh lấy đồ ăn mình đi. Nó nấu hai thùng. Để mua hai cái hộp. Lẹ là phải nấu hai cái nồi. Nấu cái nồi là cái chín. Ra ngoài đậy qua đó. Xin cảm ơn Huấn Nguyễn và chị Nguyễn Thị Hương đã ủng hộ những cảm ơn này bồi hướng công đức cho cha là Nguyễn Văn Trợ. Đây xếp hàng. Ngày hôm nay bán cơm, bánh mì, nước suối, chuối dành cho bệnh nhân, người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Ít cơm, ít cơm, ít cơm, ít cơm, ít cơm, ít cơm. Chị ơi, đứng cuối hàng chị. Mặc dù là thứ 7, bệnh viện không tổ chức khám chữa bệnh, tuy nhiên thì cô bác những người lấy trước, hướng dẫn cho người lấy sau. Và lại là phát liên tục là hơn 30 phút rồi. Chú ơi đứng cuối hàng chú, hàng sau đứng cuối hàng. Rồi cái lấy đồ ăn mình cũng xong rồi. Em trai cầm ra ngoài đẩy lên. Ra ngoài đẩy lên. Cầm ra ngoài đẩy nữa. Rồi cái lấy đồ mình bước ra ngoài đẩy. Tới đây đưa hải hộp ra. Rồi bước về. Rồi hôm nay thì còn có. Rồi ra ngoài đẩy ra. Rồi để ta bước ra nghe bước vô. Rồi cái lấy đồ mình. Rồi tới. Rồi. Đẩy bông. Rồi ra ngoài đẩy ra chai. Rồi cầm chị hả? Ra ngoài đẩy. Rồi từ đầu cầm lấy đồ ăn mình. Nè, cầm lấy đồ ăn mình.
ơi. Một người tới đây.
không có cho chuối với nha. Chị là lấy rồi phải không? Đập nước lại lấy chai nước uống liền về. Không, uống khác uống. Đó mà thôi. Thôi quên nó trả tiền cà phê. Để em trả được. Chị cần nước như vậy? Ồ, hỏi đi chị.